Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của nhạc cụ Minh Phụng. Mình là Trung Tính. Và video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn chức năng rất hay và bổ ích và có thể áp dụng cho các bạn và những cái bài học trên cái đàn organ Cushman K250. Đó chính là chức năng Octa và chức năng James Bow. Sau đây mình xin đi vào chi tiết hướng dẫn các bạn nhé. Và điều đầu tiên để có thể tăng giảm được nút James Bow thì các bạn giữ nút Shift và ấn vào nút James Bow ở đây. Giữ Shift, các bạn nhớ nhé, giữ Shift và nhấn James Bow ở đây. Rồi, trên màn hình nó có hiển thị hình nút James Bow. Các bạn bấm nút tăng giảm ở đây. Đây, nút tăng giảm để có thể thay đổi được James Bow. Số 1 tăng một đơn vị có nghĩa là tăng nửa cung, tăng số 2 là tăng một cung. Đấy, ví dụ như mình đang ở 0 thì mình đánh nút đồ này. Các bạn nghe nút đồ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ James Bow lên. Mình sẽ đánh cũng đánh nút đồ nhưng mà mình James Bow lên, mình sẽ nghe khác thôi. Rồi, để quay lại mặc định các bạn giữ hai ngón vào nút tăng giảm, nó sẽ quay lại mặc định cho các bạn. Shift, James Bow, sẽ quay lại nút 0. Đấy. Ok. Và tiếp theo mình sẽ đi vào chi tiết chức năng Octa trên đàn organ Cushman K250. Việc đầu tiên các bạn cần muốn tăng giảm Octa thì các bạn giữ nút Shift trên đàn và đồng thời nhấn vào nút Octa. Ở trên là chữ metronome, ở dưới là Octa. Thì các bạn bấm nút lên xuống. Cái cây đàn Cushman K250 này nó cho mình tăng được 2 octa và giảm được 2 octa. Thì mình sẽ lấy ví dụ, đây là mình ở mặc định. Khi mình đánh nút đồ, khi mình đánh nút đồ, mình tăng 1 octa, nó sẽ lên 1 quãng 8 trên đàn. Các bạn có nghe không? Mình sẽ làm lại nhé. Đây, lên 1 quãng 8, giảm 1 quãng 8, lên 1 quãng 8. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu video có hay hoặc bổ ích, các bạn hãy ấn like và subscribe, đăng ký kênh để chúng mình có thể làm những video tiếp theo hướng dẫn các bạn nhé. Nếu các bạn có điều gì thắc mắc hoặc cần hiểu biết thêm về chức năng của đàn Cushman K250 hoặc dòng đàn organ khác, các bạn hãy để lại comment bên dưới, chúng mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.